đủ, đừng có hiếu nha. Đừng có hiếu nha. Dạ, cầm vô. Rồi, mình đừng có quay nữa, mày lấy đi. Rồi, bên em thằng nữa nè. Dạ, cầm vô, sợ mất thần. Rồi, xong rồi em. À, cảm niệm công đức nhiều lắm nha, quý vị. Ai gì đâu. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm của 329 đường Luân Hữu Phước của phường 15 quận 8 để trao tặng cho khu ở đây bà con mình tổng cộng là 24 phần gạo và 24 phần rau củ quả. Cảm niệm công đức của tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ chung tay góp sức cho với bà con mình ở khu tại nơi đây. A Di Đà Phật, Mô Phật. Nói đi mấy vậy. Rồi em 239 là cảm ơn bên bên mạnh thường quân luôn. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm niệm công đức nha, A Di Đà Phật, Mô Phật. Rồi, A Di Đà Phật, Mô Phật nha. Con cũng cảm ơn cô đã giúp nhà trọ con. Rồi và mạnh thường quân ha. Dạ. Rồi, Mô Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. À, tại con đã giao cho khu vực của chị là khu vực gì? Dạ, trạm điện. Trạm điện hả? Dạ, trạm điện 30 cân phải không? À, tổng cộng ở nơi đây là 30 phần gạo và 30 phần rau củ quả. Rồi A Di Đà Phật. À, cảm niệm công đức của dì Lê, cảm niệm công đức của các tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ và chung tay với trên. A Di Đà Phật, Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. À, con đã đến điểm của 295 đường Luân Hữu Phước, phường 15 quận 8 để ủng hộ cho nhóm từ thiện, nhóm của nhóm gì? Bên Phật Đường. Bên đạo thân của Phật Đường, của bên bếp ăn của cô dân. Tại nơi đây là 48 hộ tất cả. Con cũng xin hồi hướng công đức này cho dì Lê Thị Kiếp, pháp danh là Giác Ngộ. Năm nay bà được 70 tuổi, được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tiêu hết nghiệp chướng và biết quay đầu về sám hối để làm lành đánh dữ. A Di Đà Phật, Mô Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. Gia đình mình chia sẻ cho bà con ở tại đường hẻm 288 đường Luân Hữu Phước, phường 15 quận 8. Ở nơi đây là tổng cộng là 48 phần quà hết thảy của bên nhóm của Phật Đường, của Tư Bếp. Và con cũng xin hồi hướng công đức này cho dì Lê Thị Kiệp. Phật tử xin hồi hướng công đức này cho bà Lê Thị Kiệp, 70 tuổi, pháp danh Nhuận Giác, số nhà 105, phường 2, quận 11, đường Hàm Hải Nguyên. Cùng chung tay với mình là chúng sanh ăn được là 48 phần rau củ quả. Tâm khai trí mở, biết tu tập, quay đầu sám hối, giác ngộ, làm lành đánh dữ, đoạn ác tu thiện. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện tâm bảo gia hộ cho chúng con đi thuận buồm xuôi gió nha, đừng bị gặp công an nha. A Di Đà Phật. Rồi, Mô Phật. Rồi, cảm niệm công đức của các mạnh thường quân đã chung tay với trinh và cũng hồi hướng công đức này cho dì Lê Thị Kiệp, pháp danh là Nhuận Giác nghe. A Di Đà Phật. Tâm thanh an lạc, Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. Dì Tám ơi, con đã đến ngoài sạp của chị Trúc á để chia sẻ rau củ quả. Đây, bầu bí, bầu này của bà Tát, còn mướp, bí đào, đậu đũa là ở ngoài chị Trúc. Nãy giờ con đi mua là tổng cộng là 2 triệu để về phân phát cho ở bên số của bên nhóm của Phật Đường của bên quận 8. Tổng cộng là 48 phần
và 30 phần ở trong Trần Đại Nghĩa Sa Kiên. Thì ngày hôm nay con cũng cảm tạ công đức của gia đình của chị Trúc và chị Kiều, cũng cùng phát tâm với mình, gia hộ độ trì chung với mình. Và con cũng xin hồi hướng công đức này cho bà Lê Thị Kiệt, pháp danh là Nhuận Giác, 70 tuổi, số nhà 105, phường 2, quận 11, đường của Hàm Hải Nguyên. Thì ngày hôm nay con sẽ xin hồi hướng công đức này cho bà được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tiêu hết nghiệp chướng, và biết quay đầu về sám hối để làm lành lánh dữ. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức hết tất cả những vị Bồ Tát nào đã ủng hộ cùng chung tay với Trinh để cho bá tánh nhân sanh được trong vùng dịch là được ăn giàu, được ấm no. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức nha. Mô Phật.